Ok, nếu anh em nào muốn đặt gói cày thuê giá rẻ, uy tín và chất lượng thì anh em hãy lên nhập senpai.com cũng như shop có bán Hạc Tổng 14 Song Kiếm và Hot Human siêu giá rẻ chỉ với 50.000 thôi. Vì vậy anh em hãy lên shop nhập senpai.com, shop bán Hạc Rolex uy tín số 1 Việt Nam. Ok, vậy là xin chào mọi người, chào mừng trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giải mã ca hát Perfume trên PC và trên điện thoại trên Flowsat 32 khi 32 bit li tế phía lát dành cho mình yêu nhé. Thì trước vào clip đừng quên để lại cho mình một like và share nhé, mình cho nhận thông báo được kênh của mình nhé. Thì như mình đã nói thì 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần các bạn hãy vào kênh của mình để nhận ạc Perfume chơi vào dịp Tết nhé. Ok, thì không lời giọng nữa, bây giờ chúng ta hãy xem qua tính năng chính của stream này nhé. Ok, thì đầu tiên là phần passive tên thì mình có thể chọn vũ khí là melee hoặc là kiếm cho các bạn nhé. Thì mình sẽ chọn melee, sau đó các bạn sẽ chọn cái phát sắp delay thì mình sẽ bật cái chậm nhất để không bị bạt ha. Mọi người sau đó mọi người sẽ bật cái turn on V4 ray và bật auto fan level nhé. Nó sẽ teleport đến cái đảo mà các bạn cần fan level và auto fan cho bạn. Ok, tiếp theo thì ở đây là có auto fan chết nè, rồi auto fan category ha. Theo ở đây là có teleport đến cái đảo biển này, rồi auto chơi đảo biển ha. Và ở đây là có lấy tất cả các melee và melee V2 để cho các bạn luôn nhé. Theo ở đây là có lấy tất cả các nguyên liệu luôn ấy và auto QCV cho các bạn nhé. Đây là teleport đến cái đảo băng ngòn để lấy cái melee mới ha. Ở đây là có cái auto kill cá mập này, rồi auto kill thuyền ma ha. Ở đây là có auto farm trả quỷ, điểm thông thạo trả quỷ và điểm thông thạo súng nhé. Theo ở đây là có lấy kiếm của lo này, lấy auto lấy số guitar và auto lấy xong kiếm nguyên rủa nào nhé cho bạn nhé. Theo ở đây là có lấy kiếm tusita này, rồi auto pirate ray ha. Đây là có auto farm bone cho các bạn này, rồi random bất sprite này, rồi auto farm điểm Hagi quan sát cho các bạn nhé. Ở đây nó có lấy cả Zama cho các bạn này. Theo ở phần Ray 4 thì nó có teleport đến đỉnh của cây đại thụ này, rồi auto buy gear, rồi hoàn thành tất cả các trái ổ cho các bạn nhé và kill player sau khi mà trái ổ này. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử đâm đâm một trái ác quỷ ha. Còn mong chúng ta sẽ ra trái Kitsune này. Chắc chắn là này sẽ ra Kitsune các bạn ạ. Ui dồi, trái chắc chắc các bạn ạ. Ok, thì đây là những tính năng chính của phim. Các bạn thấy hay, em quên để lại cho một like và share nhằm ấn chuông thông báo cho kênh của mình nhé. Thì như lúc trước mình nói, 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần cấp mình sẽ các bạn vào video của mình sẽ tặng ảnh Perfume cho các bạn để chơi vào dịp Tết nhé. Thì bạn nào có nhu cầu mua ảnh Perfume rất rẻ nhé, shop nhật sinh bay.com. Tôi sẽ trong mô tả lượt game. Ok, tạm biệt mọi người.